Xin chào cả nhà, mời cả nhà mình lắng nghe một vài câu chuyện vui. Hy vọng cả nhà sẽ có những giây phút thư giãn và nụ cười sảng khoái nhé. Câu chuyện khách đến từ ban công. Bà vợ đang tình tứ với bồ là lính dù. Bất ngờ ông chồng về. Chàng lính dù chỉ kịp nấp ở ngoài ban công. Vài giờ trôi qua, anh ta không thể thoát ra ngoài được. Đành mở cửa phòng, bước vào và nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền, đây là diễn tập, tôi nhảy dù và gió đưa đến ban công nhà này." Bà vợ tái mặt lấm lét nhìn chồng, ông chồng nói từng tửng: "Em đừng có sợ, mấy hôm trước, trong buồng tắm nhà Peter, ông chồng còn nhìn thấy cả người thăm dò dầu khí nữa cơ." Câu chuyện thần chú tích hợp. Một bà mẹ cẩn thận dặn con gái mới lớn: "Nếu mà bạn trai con có hành vi sàm sỡ, con hãy cự tuyệt. Nếu chỉ chạm ở trên thì con nói là đừng, còn chạm vào ở dưới thì quyết liệt la lên, ngừng ngay." Hôm sau, cô con gái khoe là đã đọc câu thần chú mẹ dạy, rồi e thẹn nhận xét: "Cứ như là đổ thêm dầu vào lửa ấy, mẹ ạ." "Thế là sao? Con có làm theo lời mẹ dặn hay không?" "Dạ có. Anh ấy sàm sỡ cả trên lẫn dưới nên con nói đừng ngừng ngay rất nhiều lần ạ." Câu chuyện người thừa kế. Trong quán rượu, anh thanh niên gặp một người bạn đang uống một mình. "Trông anh buồn thế, có chuyện gì à?" "Mẹ tôi mất vào tháng 6, để lại cho tôi 3.000 đô la." "Xin chia buồn cùng anh." "Thế rồi vào tháng 7, bố tôi lại chết và để lại cho tôi 7.000 đô la." "Trời đất, chỉ có trong 2 tháng mà anh mất đi những người thân yêu, tôi hiểu vì sao anh buồn tới mức này." "Chưa hết đâu anh ạ, tháng 8 vừa rồi, dì tôi lại chết và để lại cho tôi 10.000 đô la." "Anh thật là người bất hạnh." "Nhưng buồn hơn nữa là tháng này chả có ai chết cả." Câu chuyện con xin xuống ạ. Một anh trộm vào nhà một đôi vợ chồng trẻ, nấp ở trên chạn nhà rình cơ hội. Trong đêm tối nghe có tiếng lục cục và tiếng chị vợ thì thầm: "Nó đâu rồi?" "Đây đây." Tiếng anh chồng: "Nằm ở trên ạ." Tiếng chị vợ: "Trộm ta lo quá, chắc là vợ chồng nhà nó biết mình nằm ở trên chạn này rồi." Đang nghĩ cách tháo thì bỗng chị vợ thú quá kêu lên: "Có sướng không, có sướng không?" Trộm ta hoảng quá vàng lại rối rít: "Lại bà, lại cả hai ông bà tha cho, con xin xuống ngay bây giờ đây." Câu chuyện rất lạnh. Người da trắng đến khai văn hóa cho người da đỏ. Mùa đông đến, người da đỏ hỏi: "Mùa đông năm nay liệu có lạnh hay không?" "Thì các anh cứ kiếm củi về đi, dự phòng khi trời lạnh." Vốn cẩn thận và nhiệt tình, người da trắng liền gọi điện đến trạm thủy văn để hỏi xem mùa đông năm nay có lạnh không. Người ở đài thủy văn trả lời: "Có lạnh đấy." Ngay lập tức, người da trắng liền bảo người da đó đi kiếm thêm củi. 2 tuần sau, người da trắng lại gọi điện cho nhà thủy văn và nhận được câu trả lời: "Lạnh lắm đây." Người da trắng liền giục người da đỏ đi kiếm thêm củi. Và 2 tuần sau, họ lại gọi điện thì nhà thủy văn vẫn trả lời: "Cực kỳ lạnh đây." Người da trắng thắc mắc hỏi: "Thế làm sao ông biết?" "Nhìn thực tế thì thấy người da đỏ đang kiếm đầy củi về nhà đây thôi." Câu chuyện không vất vả lắm.
Một người vợ vào thăm chồng ở tù. Người chồng ái ngại hỏi thăm vợ ở nhà sống ra sao, có thiếu thốn gì không. Cô vợ điềm nhiên trả lời: Nhờ trời, số tiền thưởng của cảnh sát cho em khi chỉ ra chỗ trốn của kẻ tội phạm cũng không đến nỗi nào tội. Bởi vậy em sống không vất vả lắm. Câu chuyện làm người. Khi Chúa tạo ra con lừa, người phán: Người sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần vật từ sáng sớm đến tối mịt, thồ những gánh nặng oành lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, người sẽ được sống tới 50 năm. Con lừa trả lời: Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ, xin người cho con sống không quá 20 năm thôi. Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo con chó và nói với nó: Người sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người. Kẻ sẽ coi người là bạn hữu thân thiết nhất. Người sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm. Còn chó đáp: Cảm ơn người, nhưng sống kiếp chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời của con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi. Lời tỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó: Người sinh ra làm kiếp con khỉ, người sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Người sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của người là 20 năm. Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở: Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hạnh. Xin người cho con sống 10 năm thôi. Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán: Người là con người, sinh vật cao cấp duy nhất, biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Người sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Người sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm. Còn người liền cầu xin: Thưa Chúa, kiếp người 20 năm quả thật là quá ngắn. Xin người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa nó đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm của con khỉ vứt bỏ. Thế là Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc vần vật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và sơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.